ra thì 15% đi. Ok, chắc là ok rồi đúng không anh em? Mình nghĩ là ổn rồi đấy. Chúng ta sẽ cùng đến với cả game đấu đầu tiên thôi. Bây giờ cũng đã là 4 giờ rồi. Hy vọng là trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta có thể kết thúc nhanh gọn hai cặp đấu này. Mình về nhà lướt Tinder, còn các anh em ở trên công ty cắt tiếp. Tôi thì dạo này đang khá là đam mê bộ môn này. Trông các bạn nữ ở trên đấy có vẻ kiểu mơn mởn các thứ. Alo, không biết là anh em đã thấy tiếng tăm ok chưa? Chốt lại một lần cuối cùng nào để tôi còn biết tôi tập trung vào game đấu nào. Bạn em Vi Hương có bảo là chậm 10 phút thì chậm là chuyện đương nhiên. Căn bản là không có một cái gọi là cái tổ chức hay là một cái kênh cát nào ở Việt Nam có thể cát nhanh hơn được bọn mình. Bởi vì tất cả đều phải cát qua Dota TV. Cắt như nhau đấy. Làm gì có cái câu chuyện là được cát nhanh hơn đâu. Làm gì có ai cung cấp bản quyền clean feed cho cái giải ở khu vực Trung Hello Quốc anh cả. em, bắt đầu trận đấu ấy nhỉ? Ôi, đã có Storm à? Storm đi mid với Void Spirit thì Storm sẽ là kéo trên một tí. À, vào tay Maybe thì chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng mà XK phải đi mid trong cuộc tìm đúng không anh? Trông cũng ổn đấy. Tăng tiếng anh em ơi, đây. Có ngay. Rồi đấy. Anh chơi Dota ở đây có bị low setting không? Check lại cái, check lại cái. Check lại cho chuẩn. Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Hình như là SCCC là bị kích. ADC là bị E home kích. Mình đoán là bị kích thôi. Anh ta cũng có đăng 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 đàn rồi mà, anh ta bảo là anh ta bị kích. Quan trọng là nếu mà anh ta thay Azir kiểu trông hơi đều nhỉ. Kiểu trông hơi khéo ấy. Quan trọng là Azir anh nghĩ là chơi thân với Innova. Mấy ông, mấy Innova ông. muốn nâng đỡ người đồng hương chăng? Có lẽ là như vậy. Bỏ hẳn cái túi ra ấy. Nó có tiếng nhỉ. Đúng. Anh xin lỗi. Red Panda, đúng là đây. Giữ chắc khu vực này Trung Quốc thì không, chúng ta không thấy những tình huống đập smoke ở lao vào rừng của nhau đúng không? Quan trọng là họ cũng chỉ muốn là mỗi bên hai run đi. Có khi là họ lại kiểu đánh cái phút từ 50. Vẫn là đi ăn hai run. Đấy phút 50 bắt đầu full đồ hai bên bắt đầu đánh nhau thì em anh ta muốn lên theo mình một lối bui là Orchid Otto, sớm. Nun, Orchid luôn để có thể gank vào người con Void Spirit để sớm. Chắc là đồ đầu tiên của Maybe thì vẫn sẽ là cái gậy lốc thôi. Mấy hôm trước SCC top 1 rank á? Đâu, anh em nhầm ra thằng 23 Savage rồi. 23 Savage có gặp SCC và 23 Savage là thằng top 1 rank hay sao ấy? Nói chung là cái đấy em không cập nhật lắm. Tại vì câu chuyện là mình chỉ xem đấu trường competitive thôi. Nhưng mấy ông đánh pub thì nói làm gì. Ở đây thì game thì tranh thủ là check rank đi. Không biết em mà không rank. Ở đây thì maybe rank 8, 5, 3, 2. Mấy ông này toàn scream thôi, có đánh rank mấy đâu. Em thấy Hoặc là là người Trung Quốc họ toàn scream là chính thôi. không, anh thấy kiểu pro player hiện nay là họ dùng clone là nhiều. Ừ. Kiểu dùng clone kiểu thoải mái, kiểu chửi bới, chat talk các thứ ấy. Không mang tiếng. Với cả cái thứ hai là kiểu scream cũng nhiều ấy, thời gian Đúng đánh rồi. pub chúng ta không có bao nhiêu. Nhất là mấy team Trung Quốc này, mấy team Trung Quốc là scream nhiều lắm. Họ scream với nhau xong họ phân tích replay các thứ, cái tình huống này nên làm gì, cắm mắt ở đâu. Thế à anh em? Thế thì SCC top 1 rank. Được. Nói chung là top 1 Không biết rank làm gì, từ thôi top 1. Làm nhẹ cái top 1 rank vậy. để Sumail không biết làm gì cũng top 1 rank mà anh em. Dưới này thì Paparazzi sẽ là hơi mệt đấy, đi ở Weaver không dễ chịu một tí nào. Mid thì sẽ là cân kèo giữa hai con tướng này thôi. Nhưng mà XM anh ta có lượng hit tốt hơn rồi. Cũng đúng thôi, khi mà có Storm, cái animation tốt cũng như là cái giáp. Nói chung là anh thấy là người của con Storm đã khỏe rồi. Đúng. Chả con đang hero nào từ Intel mở mắt ra đã 6 armor. Và cũng là được bút nhiều đấy. Ngày trước là ít hơn. Ở đây thì Ink
nhưng đấy không phải là một con ET đi offlane à? Đúng rồi, lúc nãy cũng đã nói lại rồi, nó là bài IO ET chứ không phải là bài IO Weaver. Weaver lên đi với Undyne cũng được thôi, khi mà Weaver không bị harass khá nhiều, đã có chat với từng vị trí của Charlize. Chat toàn tiếng cầu. Chat người đồng đội cũ à? Đợi tao tí tao lag. Nhưng mà bên Trung Quốc hay có cái kiểu chấm nhá, kiểu chấm to to ấy, trông hay vậy. Cái chấm đấy không biết là gì nhỉ? Chấm đấy là kiểu kiểu ngôn ngữ, kiểu bọn Trung Quốc kiểu đánh với nhau kiểu không biết nói gì, cứ chấm chấm chấm, hay là những cái tình huống anh ngày xưa anh xem stream của Gia Phết nhiều. Ừ. Hay có những cái tình huống chấm đấy, kiểu Dota 1 có cơ, phải sang Dota 2 đâu. Chịu, bảng chữ cái tàu thì tôi không biết gì cả. Dấu chấm của tiếng Trung nó to như thế luôn á. Ok, tôi không biết. Cảm ơn các bạn đã gọi là khai thông cho tôi. Chịu. Mấy quả tiếng tàu thì no idea. Có xe khá lâu. Cảm giác là game đấu đã delay, delay rồi, xong rồi mấy ông này còn mạnh. À, có... Power pump đây vào rồi, sẽ đánh luôn thôi. Go đi Kalis. Cảm giác như ở dưới đây thì Remanda không kiểu quá mạnh nhỉ? Không làm được quá nhiều, đây là hai con hero rain. Hai con tay dài nữa chứ. Cảm giác không thể nào làm gì được con Weaver này. Lao vào thì bị nó bắn, bị Lion stun. Thôi nói chung là các lane của cả hai bên đều đang farm, farm được. Nói chung là không ai gọi là hơn là quá là nhiều. Nếu biết thì game anh ta kiểu làm tốt hơn thì anh ta là con Storm mà FY con Winter đam bé kìa. Đam bé bắn 3 phát mà chết được cái con gà. Một con gà chở nhiều đô đấy. Ở đây cắm cả cọc ra nhưng mà cọc ở đây là level 1. Nhưng mà các thành viên bên phía IOM họ không đánh cọc là sao? Lên đánh cọc thì anh em 150 tiền đấy. Đây là một không hề gọi là rẻ một chút nào đâu. Dota tàu ngày xưa xem cuốn đó bạn. Đúng là bạn xem Dota tàu ngày xưa không? Dota tàu ngày xưa xem có cuốn đâu. Dota tàu bây giờ còn đánh nhau nhiều đấy. Mình thấy bây giờ là người tàu là người ta còn biết học theo châu Âu ấy. Chứ ngày xưa đánh toàn farm 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 farm. Xem Dota tàu thật sự mình chỉ muốn nói là mình xem có bát thôi. Chứ còn kiểu cách họ đi lane nó không có gì quá đặc biệt. Toàn thi đấu cực kỳ an toàn. Đúng rồi. Quan trọng là họ cũng không muốn liều lĩnh ấy. Họ chọn cách là an toàn khi mà các bên kiểu có đồ xong bắt đầu mới show skill ra. Hoặc là trừ khi mid của maybe của anh ta kiểu quá snowball rồi. Đúng. Anh ta sẽ là cái tình huống đi rotate thôi. Đúng rồi, tàu phải xem tàu châu Âu gọi là hai. Lối chơi của cả hai bên gặp nhau thì lúc đấy thì người tàu họ mới gọi là thể hiện được cái năng lực của mình. Sao là anh nghĩ lúc đấy là người châu bắt người tàu ở đánh theo mình ấy. Đúng. Nếu mà không đánh theo mình thì sẽ là thua ở đây, có một Lurigen tới vị trí của. Thôi xong rồi, Storm sẽ ăn được có hack lại và đó là first blood thành XM. Quá là hợp lý ở đây rồi, nhưng mà cắm cọc ra XM có lẽ sẽ là người phải nằm xuống. Nhưng mà ai mới là người chết trước, anh ta chết rồi nhưng mà Red Panda cũng phải trả giá lại luôn. Và thêm cái cọc của anh chàng này nữa. Tình huống đấy thì chắc chắn là BPI hôm sẽ là lại hơn rồi. Đúng. Khi mà con Void Spirit của Maybe bị kết thúc. Và Storm là người ăn mạng cơ. Mà vẫn còn cái rune regen trên người con Storm này. Vậy sẽ là farm rừng cực kỳ nhanh. Đi vào stack luôn đi Nova ơi để cho tí Storm farm rừng nào. Có rune regen phải đi farm rừng nhá. Bây giờ anh bảo vào đi, bảo stack, ra phải vào stack. Không stack rồi. Thảo lì lắm anh ạ, nó người Malay mà. Lì thật. Hay là... đúng rồi. Bây giờ vào stack, bây giờ vào. Đúng rồi, để clear nó quẩy ở ngoài đã. Thế nào đã kéo lại được. ET thì anh ta sẽ là nhiệm vụ stack thôi. Tầm này thì XM sẵn sàng là chết đến chết với cả cái ông Maybe luôn. Nhưng mà chết đến chết chứ đừng chết nhá. Nhưng mà ở đây tình huống chết thế này là hơi Sida từ vị trí của XM rồi. Ok không? Ok không? Sắc. Được, mấy ông phải đánh kiểu gì dã man luôn. Chưa level 6 nhưng mà vẫn đứng PK với cả đối phương. Không phải việc đứng PK hay không nhưng mà nó việc nó cực kỳ tốn thời gian em hiểu không? Đúng. Nghĩa là bây giờ mình clear xong một tên creep. Mình đi vào rừng. Mình đi vào rừng, đấy. Mình siêu xanh luôn, mình không mất một cái gì cả. Quan trọng là vừa về TB ra anh ta chết, anh ta còn chưa có cho mình level 6. Cái thời gian anh ta di chuyển ra lên là chắc chắn anh ta mất được Ruri game rồi. Đúng rồi đấy. Chị cờ quê các bạn ạ. Đánh thế này thì
Eleven 20. Uy tín, cái đấy thì uy tín. Uy tín luôn. Hôm qua anh em biết tôi ăn quả kèo gì không? Tôi ăn quả kèo một ăn 10. Tôi đặt 50.000 vào tôi ăn 5 lốp. Đó là Jesse Lingard một kiến tạo. Quả kèo gai thực sự ốc chó nhưng mà tôi vẫn ăn. Không ai tin tôi cả. Một mình tôi ăn cái kèo đấy trong văn phòng. Ở đây thì XM sẽ là lên cho mình off kỹ thẳng thôi. Như anh đã nói đấy, cái tỷ phí rơi ra. Dạ em, ra đây em nói đúng à, PK đến chết, và chết thật. Chịu. Ở dưới này thì Red Panda chấp nhận là chết thôi. Weaver tầm này đang rất là khỏe, đầu game. Ở đây thì Weaver anh ta đang thi đấu trận đấu khá là tốt. Các bạn là cái lane, lane mà anh ta có cái gì đâu. Ừ, lên anh ta dễ quá, nhưng mà anh ta cũng chẳng như PA đâu. PA thì chắc là không chết được, nhưng mà cố gắng đang là tận dụng cái rune regen này farm mắc ping. Không biết có lên dead top với vị trí của Aziz hay không. Ở đây thì Giang lại có cho mình level 6 nhá, cẩn thận. Storm lại chết thêm một lần nữa thì lại vui. Storm lao vào là ăn raw luôn chứ còn gì nữa. Làm gì có cái câu chuyện khác dành cho anh ta. Anh ta đi rồi anh ta lại về. Trời ơi. Lingard một kiến tạo cũng dám đánh thì Lingard, để tôi phân tích cho các bạn nhá. Lingard là tiền vệ kiến tạo, tiền vệ kiến thiết. Anh ta lại còn thi đấu cả một đối thủ mạnh, kiểu gì cũng có cơ hội phản công bởi vì Man City nối chơi là Snowball. Chính vì vậy hoàn toàn là cơ hội có cho mình một kiến tạo. 50.000 lấy về 500.000 ai mà chả đánh. Cả văn phòng tôi bảo chả ai thèm đánh, chán. Ở đây sao đây, Red Panda bị nhìn thấy nhưng mà họ đang êm ở vị trí của Fate. Tới từ Maybe có slow vào rồi, Maybe bị kéo lại và chắc chắn là cái chết dành cho Fate thôi. Không tiếp tục à? Là Kalis, mà đó là double kill dành cho vị trí của Maybe, không sử dụng ulti tới Weaver à? Mà ông Yon phải đánh kiểu gì ấy nhở? Là người kiểu... họ cũng toàn là những cái hảo thủ mà chứ có phải là rác đâu. Đúng rồi, toàn top 2, top 3 TI, Charlize hay là Ignova các kiểu. Fate thì cũng là quán quân một Major nhưng cũng có phải là gì đâu. Trên này thì thôi, Ajit thì không nói làm gì, anh ta free farm. Đã có cho mình một cái hem rồi, và đang lấy cái hem ra, anh ta lên cho mình một cái sâu ring. Trên này bắt vào người của đó là Beastmaster và bắt thành công. Không có gì được mà. Panda lên đây để cố gắng giữ đối phương lại. Và anh ta giữ được đối phương thật và anh ta không chết. Tuy nhiên thì Maybe không có cho mình thêm một trận Astral Remnant nữa và không kết thúc được vị trí của anh chàng. Fate sẽ là lùi về thôi. Cũng hơi giật mình anh ạ, quả là cũng tưởng Red Panda chết luôn. Tuy nhiên Red Panda kiểu level 3, à level 4 TP lên, máu thì còn 1/3. May đấy. Đây thì PA của Balazi và farm thôi, nhưng mà đang bị lùa ở vị trí của Charlize rồi. Có thể TP luôn cũng được, nhưng mà sao không dí nhỉ? Không dí vào, cảm giác là sợ đối phương TP, mà chuyện này yêu cầu kiểu ăn quá, nhiều khi là làm được nhưng mà đấy thiếu sự liều lĩnh ấy. Đúng, họ thừa sự an toàn, an toàn quá. Ừ, xem rồi Dota không hay, đai trụ các kiểu đánh nhau bro, đai trụ xem TP các thứ, xử lý 1v2 các thứ, ông mới gọi là bánh cuốn. Quả đấy mà là miracle lao đấy, rõ ràng lại còn là có thêm một ông nữa lao xuống luôn, là lại tự nhiên này ông Ajit này relocate xuống luôn đấy. Mà đúng là có IO xong relocate. Ở đây thì bắt được mọi người Maybe điện đam sẽ là đủ thôi. Pro vào thì để làm gì, chạy thôi Giang ơi. Tưởng như bên phía IO họ đánh lỗi nhưng mà bên phía Eleven họ đang đánh lỗi hơn. Thế này thì lại êm vào Babarazi một lần nữa. Nhưng mà lần này anh ta tìm hay rồi, tìm đánh hay cái vị trí Babarazi rồi. Vừa đánh khéo đấy, đỉnh táo đấy. Nhưng mà hai support của bên phía team Eleven đã vào rừng à? Ba người đang đứng ở trong rừng làm gì đấy? Không muốn spoil những IO quản lý mục tiêu rõ ràng hai sai lên đấy lúc sau hiểu. Thì tôi ra ba bạn thôi, lại bắt được vào người của FY rồi. Sẽ là một cái chết để người ta cực kỳ nhanh. Giang thì sao? Đối phương hết mana rồi. Chết chắc, đó sẽ là cái mạng này rồi Giang. Và Aziz chắc chắn cũng sẽ nằm xuống thôi khi mà anh ta vừa định cứu cái game. Nhưng mà không được rồi. Nhưng mà có vẻ như đã nhìn thấy Fate rồi và sẽ biết giết Fate đầu tiên. Không. Thì IO sẽ là rất là khó nối dây. Double kill thì có Giang rồi. Mà IO thì ok, sẽ thoát. Cũng được. Hai đổi một.
Bạn xem anh em rồi, mỗi anh em xin một like với nhau. Đây chỉ là trận đấu đầu tiên trong ngày thôi, những trận đấu hấp dẫn tiếp theo ngày hôm nay còn dài, xin anh em like trước đi, sau anh em nghe cái câu xin like đỡ phải like, đỡ phải mò tay vào nút like. Từ sau anh em vào cũng bấm like cái đi. Thật, thật ra thì đây like cái gì đâu, cuộc sống rất vui vẻ hơn rất là nhiều. Arcane thì nghe Storm này. Storm thì sắp có cho mình một cái upkeep, chính ra là tầm 12 phút thì anh ta sẽ có. À, một hai bãi nữa là anh ta sẽ có đâu. Lệnh donate như nào vậy nhỉ? Bạn muốn donate qua Streamlabs thì bạn có thể gõ chấm than donate hoặc donate cho caster thẳng qua các cái phương tiện thanh toán. Thì đây, bọn mình xin giới thiệu, đó là một phương thức hoàn toàn mới. Sao đây? Nhưng mà vẫn đang lùa từ vị trí của Charlize. Có vẻ như anh ta chỉ là muốn trêu vào vị trí của Maybe thôi. Trêu á? Trêu là không hay rồi. Trêu là lên đường rồi. Trêu là đi rồi đấy. Đặt bóng ra rất chuẩn tham mình. Trêu chắc chắn là cái chết đúng không? Ông tưởng ông là đồng đội cũ và bọn tôi không giết ông á? Nghĩ cái gì vậy nhở? Nhưng mà Charlize đánh con xe tàu. Charlize thì bảnh. Xe tàu thì là uy tín. Nhưng ở đây thì sao, có kit rồi. Chắc chắn là dí tận vào mồm của anh chàng Maybe thôi. Chủ quan. Ở đây thì có ro vào đầu của anh chàng có Leo the Titan trong tay của Xova. Nhưng trên này Red Panda cũng chuẩn bị kết thúc dưới đây XM mà thôi. XM kéo rồi. Tóc lại và nó double kill thì chịu XM. Một con Storm đang rất xanh, Xnova ngủ lại thành công được hai người. Tuy nhiên thì IO của Ajit có cứu anh ta hay không đây? Ui, cái mắt đang có một rune regen thằng XM rồi. Và giờ XM sẽ lao thẳng vào kéo tóc hai đây, kéo tóc Storm. Chính xác là kéo tóc PA, và PA đã phải lên bảng điểm số trong tay của Kalis. Phục thù thành công đến Kalis ở đây rồi, nhưng Storm hết mana, vẫn đang phải đợi IO regen cho anh ta và tiếp tục bay. FY cố gắng câu giờ với đó là câu Embrace, nhưng mà điều đó có vẻ như là không đủ. Double kill được vị trí của Kalis và tiếp tục orkid lại anh chàng Baby. Baby nghĩ hơi nó nớt nhở, nhưng bây giờ có thêm Red Panda rồi, có cho mình đó là cọc cũng như là một lần hút vào. Ajit vẫn đang cố gắng bỏ chạy cùng người đồng đội mang tên Storm, nhưng Ajit vẫn phải lên bảng điểm số mà thôi. Khi đó là một actual step. Em vẫn còn 300 mana nha, đủ giết vị trí của Maybe. Đừng trêu à? Đừng trêu á? Cái gì đây? Đừng trêu thì có thể sẽ là mất rất nhiều máu nha, nhưng mà bây giờ thì cần phải lùi về đích xem thôi. Hai bên kết thúc vào combat vừa rồi với đó là 10 mạng hạ gục dành cho mỗi bên. Thật ra cái tình huống đấy là Storm kiểu bị đỏ ấy, đang có cho mình một cái rune arcane rồi, xong anh ta nhìn thấy dưới bot có rune regen, anh ta TV ra. Chính cái rune đấy làm cho bên phía của TV ra phần, họ đã mất thêm 3-4 người nữa. Cần phải hoàn thành nhanh cái gậy lâu từ vị trí của Maybe, tại vì anh ta sẽ bị là Storm vào đầu tiên. Sao không mở một tài khoản chung á? Tại vì là kênh 500 Dota thì ai đối với người đấy, vậy đó. Cách hoạt động đơn giản, thế này người đấy đo. Các bạn là donate rồi thì các bạn phải hiểu là sẽ không ai quản lý được cái việc là kiểu bao giờ có người donate các thứ, kiểu không cảm ơn các bạn được ngay, nó hơi buồn cười ấy. Và nói chung là cứ donate riêng này cũng không chả hiểu có gì mấy hay. Đó có cái hay là kiểu bọn mình cảm ơn được các bạn tận tay. Biết đâu lại có những bạn gọi là ngày xưa anh Hiếu này thì cũng phải gọi là donate riêng thì mới gặp được chị Thu. Biết đâu tội lại vớ được người yêu ở trên kênh này hay sao? Bắt được chắn với em hay không? Chắc chắn là sẽ chết rồi. Quá nhiều đam đến từ các thành viên bên phía Team Eleven và đó top. Chính xác hơn đó là hai mạng hụt nằm xuống bên phía của Eo. Nhưng mà chính ra là bên phía Eleven họ có một cái setup có bác rất là khỏe nhá. Và là một cái cớt. Một cái cớt sẽ đứng im rồi. Đấy thì đợi Team Master đến kiểu Ra thôi. Dựng cọc các kiểu xong rồi combo từ vị trí của Maybe. Và chắc chắn là Storm kiểu phải cần cực kỳ nhiều đồ mới không chết. Mà anh nghĩ là cực kỳ nhiều đồ là phải vừa BKB vừa Lincoln. Đúng. Không phải kiểu gì cũng chết. BKB thì sẽ vẫn bị roa qua mà lúc đấy thì BA sẽ là người kết liễu thôi. À cái gì tôi tìm người yêu thôi chứ có cái gì đâu mà. Ai tìm người yêu? Em. Tìm người yêu rồi. Người yêu trên kênh, nhưng kiểu anh Hiếu ấy, nên xui. Ok em. Anh Hiếu là một phần nhỏ. À đó anh Hiếu là kiểu người đàn ông may mắn. Một người đàn ông may mắn á? Thật sự anh thấy anh Hiếu là một người đàn ông may mắn. Em nghĩ là em cũng đủ may mắn đấy. Yeah. Thử. Thế anh là người đàn đủ thế thôi. Anh thấy là anh em may mắn. Và bà là gì? Gần chạm tới cái Fury rồi. Chuẩn bị có rồi đấy. Sẵn
sàng farm stack của thế này thì có roar vào đầu IO, ngủ lại được không đây? Mà là kéo ấy, lại là chắc chắn lã cho step, không nói nhiều. Maybe là giết chết luôn. Ở đây Xnova bị đấm đau quá và Xnova chết rồi. Xnova chắc chắn phải lên bảng điện số rồi và đó là Mega Kill đấy chàng Giang. Weaver không thể múa được quá nhiều khi đồng đội đã chết hết rồi. Ở đây sao đây, cố gắng combo người ở FY đóng băng lại, đặt bóng các thứ ra và chắc chắn là con Storm này cũng sẽ phải lên bảng thôi. Một quẹt tới từ Bambalazi. Từ vị trí của XM rồi khi mà anh ta muốn solo kill ở vị trí của FY. FY câu được nhiều thời gian lắm. Không hay thế nhở? Ôi điên là đánh từ từ thôi. Chả thấy được hả Vương, Sư hiểu không? Sư hiểu vui của Vũ thật mà, không sai. Thật ra anh nghĩ là anh hiểu cũng là duyên đúng. Kiểu những cái người trước thì anh hiểu tốt với người ta quá, anh hiểu bị phụ bạc chẳng hạn. Đúng. Thế nên bây giờ anh hiểu gặp được tình yêu của đời mình, người có thể siêu minh chẳng hạn. Cuộc sống à? Không ai cho không ai cái gì cả. Vâng. Các bạn cho cuộc đời nhiều thứ thì các bạn sẽ nhận được lại nhiều thôi. Chứ mà cứ tử tế lương thiện là kiểu gì cũng... Nhưng mà anh thấy thường gặp đèn đủ. Ừ đúng, người tử tế lương thiện như em toàn gặp đèn đủ thế này. Tử tế lương thiện các thứ xong mất xe mất điện thoại. Không em, đấy là ngu. Đấy thì em quay chắc là chết rồi. Em, sự ngu dốt đều phải trả giá rất nhiều tiền. Không phải là em tử tế lương thiện các thứ đâu. Ở đây thì... Em tử tế lương thiện thật. Ở đây thì chắc chắn là Xnova chết. Một công ty này là sống được. Thì sẽ là bỏ luôn. Đấm thêm mắt nữa, unstoppable. Thật ra Trang Lip mà bị burn hết mana là có thể là Giang sẽ có thêm mạng nữa. Và thôi là sẽ bỏ rồi. Ở đây thì BA của Balazi bắt đầu anh ta bứt phá lên rồi. Anh ta chỉ chơi điện tử một mình thôi. Lại muốn bắt vào người của đó là Giang. Ok, Arcane Ring. À, Ancient Ring. Ancient Ring. Lâu lâu rồi không thấy cái item này. Ring Aquila thì con Storm chắc là đẩy cho một con Weaver. Weaver là đẹp nhất rồi. IO thì anh ta là top 1 network nhưng mà tí nữa IO đánh với BA các kiểu hơi khó nhá. Trừ khi một cái IO kiểu 3 cả 6 máu như lần trước anh cát. Đó là siêu trâu luôn. Đúng. Nhà Vinhome là ai đấy, bọn tôi chưa có một ai có nhà Vinhome nhá. Chắc là ối, à không, ối giống ở biệt thự mà Vinhome cái gì. PA của Paparazzi thì đã check đồ rồi. Đó. Anh check đồ các phát mà PA của Paparazzi đang có một cái free thôi, chắc là sẽ hướng lên một cái BKB nào. Đúng, người Trung Quốc, người Trung Quốc thì chắc là sẽ là BKB luôn. Sau đó anh ta sẽ phải focus lần đầu tiên để chẳng cái trường hợp disable quá lâu. BKB đang lên mình scatter thôi. Hôm nay chắc là lên Pi. Hôm nay thì off kit rồi. Sao đấy, mấy cái ông Bitmaster châu Âu lên Pi như người ta đi xem nào. Kiểu cảm giác mấy ông châu Âu bị lười lên Pi rồi con Bitmaster ấy. Nói chung là không đủ độ hiểu. Đúng. Không, nhà mình không ở Shibuya, nhà mình ở Lê Duẩn. Nhà đi thuê. Vậy biết mỗi người nhà ở Shibuya nhỉ? Mình điên. Mình điên. Em quen một rồi. Yeah. May mắn được quen. May mắn được quen. Ở đây thì các thành viên của EHOME họ đã smoke và muốn đánh ngược vào các thành viên của Eleven á. Nhưng mà smoke đánh ngược thế này là dễ chết nha. Phá được một trụ mid trong khoảng thời gian smoke này. Không bạn ơi, nhà mình mua để mình sống thôi. Radiant's middle tower is under attack. Ai tự nhiên đi mua nhà Hà Đông, mua nhà để đi làm thì nghe là hơi sai. Đúng rồi. Mua nhà ở Hà Đông nhưng tiện một cái là chỗ làm gần thì mới đúng. Đúng rồi. Nói chung là cũng may mắn khi mà mua nhà gần chỗ làm. Mà cũng chả gần lắm đâu thật. Ừ. Thế mà tính tới quãng đường mà nhà mới của anh xuống đây thì không khác gì từ đáy dịch đến đây. Cũng xem nhỉ đúng không? Cũng xem mà. Lại còn về vùng hơi xa xôi nữa, kiểu buổi đêm đói sẽ không có bát phở hay là đi ăn mì các thứ. Ủa sẽ phải nấu ăn à? Anh học nấu ăn đi, đàn ông biết nấu ăn một tí cũng hay mà. Ờ, để hôm nay anh nấu ăn cho em ăn. Được không? Ngược lại đi được không? Được. Ngược lại đi. Nếu mà kiểu tối em mệt mỏi quá và đi về nhà xa thì có thể qua nhà anh ngủ. Tối anh đói quá anh lên đây cho em nấu cơm cho. Cũng được em ạ. Ngọc trừ giáp thì rất là tốn network rất là nhiều anh em ạ. Đây là không lên cũng được đâu. Đây là tập trung farm thẳng Fury. Ban đầu thì Paparazzi đi một cái lane cũng không quá là dễ dàng. Nên là cái việc mà anh ta lên thẳng Fury là dễ hiểu đâu. Mình về chỗ Landmark 105 à? Mà đối diện cái gì mình không nhớ. Tại vì trong cái khu đấy là có cái quán Châu Ngon, quán Dương Nội à? Chỗ đấy gọi là Dương Nội. Anh nghĩ không thế. Rõ lắm, em không biết được Hà Đông. À, vậy là không phải là BKB mà là một cái đề xô từ Paparazzi.
Còn bây giờ lấy lên BKB cũng được, quan trọng là bây giờ là bên phía của team Eleven họ có rất là nhiều cái kill. Đúng. Đùa, dạo này tôi có đi ăn uống gì đâu. Dạo này nghèo, ăn phải đi ăn bánh mì các thứ. Làm sao thu nhỏ phóng bi của IO á? Nó có cái nút để phóng to thu nhỏ mà. Nó có hai cái đấy anh. À hai cái đấy anh em, một cái là ấn D, một cái là ấn F. Ấn F hình như là to ra và ấn D hình như là bé lại hay sao ấy. F không nhiều lắm, không chơi con này quá nhiều. Click vào là biết. Ơ nhìn đây thì không có. Một nút thôi. Nhưng mà nếu mà anh... Đây. Mở ra ấn vào xong rồi sẽ có thu ra và kéo vào. Vậy thôi. Đấy. Dễ chơi mà anh em. À, đùa ấy, không dễ chơi đâu. Anh em tưởng dễ chơi thật. Nói chết ra tôi. Nói đùa xong rồi tự nhiên phát hiện ra mình nói hơi nhầm. Con này khó chơi nha, và hôm qua tôi đánh một trận IO không đánh được Suy đâu. Chúng tôi rất là rạch, rất là xanh luôn. Bánh mì thì bỏ Kobe á, bao nhiêu tiền cho đủ hả anh em ơi? Thế à? Ăn nó rắn luôn, bên phía của đội hình team Eleven này. Có kít rồi, có kít rồi. Ăn Rosa là nhanh luôn. Có kít là chắc là của vị trí team Eleven. Winter, Winter qua. Có kít để vào từ vị trí Snow. Ôi, có cho mình BKB chưa? Lincoln ở đây, như anh vẫn nói đấy. Phải có cả Lincoln, cả BKB thì mới có thể là sống trong cái combat. Đủ sống rồi đấy. Còn chưa chắc là sống được đâu. Có một vài Earthlinger tốt và gần êm vào người của Maybe. Maybe bị kéo tóc vào, không ai chiếu anh ta cả. Có Winter tốt ra, tiếp tục bị silent tới Maybe nhưng anh ta lốc bản thân mình lên là được rồi. Winter tốt gần chạy Xtova. Xtova bị ăn một chén từ Barbarazia là đủ. Trong khi đó Kalid nằm yên ở bên trong combat mà không thể giết được ai. Đó là cái mạng này vị trí của anh chàng Red Panda. Và đây sẽ là một chút 1 đến từ bên phía của team Eleven mà thôi. Phải bỏ chạy thôi khi mà các thành viên Eleven họ khỏe quá, họ stick với nhau, imba quá. Họ có hai hồi máu liền. Đúng. Còn Anna cũng như một con Winter. Anna thì một bó đồ đơn giản thôi. Winter, à cái gì nhỉ? Limercade. Vâng, số rip thôi. Chẳng có bát thế là xong rồi, hoặc là cắm cái cọc ra. Rất là dễ chơi. Quan trọng là bên phía của TBO họ không thể nào lao vào để còn phá được. Lao vào thì sẽ bị ăn roa, cũng như là Winter cut. Hôm qua ai đánh bắt nít á? Tôi. Nhưng mà tại lâu tôi không chơi đâu ta. Và lâu không chơi con đấy. Tôi khó. Khó à? Cái con đấy kiểu lâu không chơi khó rất má, con đấy được chơi nhiều nhiều. Không phải đâu em ạ, quan trọng là tay chậm quá, tay chậm không chơi nữa. Bây giờ anh chỉ hợp chơi mấy con kiểu farm như kiểu là Akemit hay là mấy con chỉ đứng mid farm ấy thì anh vẫn thấy là anh đánh farm nhanh, đánh hay. Nhưng mà bây giờ bảo anh đánh với con biểu diễn là anh chết. Có đánh được Evo mà. Ừ thì có Evo cơ là chơi nhiều rồi. Đây sao đây, lao thẳng vào Storm chắc chắn là chết. Cái silent của cái con Scepter. Cái Scepter con Boy Spirit này nó khó chích quá. Anh ta không thể counter bằng Lincoln được. Lincoln thì chỉ counter được cái Raw với cả cái Winter Curse thôi. Thì anh đã bảo lúc đầu mà. Game phải cần là Lincoln BKB. Phải là Lincoln BKB. Quan trọng nhất, nhưng mà quan trọng là lên Lincoln BKB rồi thì sẽ không có mana để đánh nhau đâu. Đúng. Kiểu sẽ là chỉ có mana để bay vào Focus. Cũng ví dụ là cho Focus FY đi. Focus FY xong là sẽ không có mana để đánh nhau nữa, tại vì không có Blue Stone. Chính xác là như vậy. Eleven phải đánh ra tụi anh em. Thì đến mấy cái vòng cuối cùng rồi, bắt buộc phải đánh thật thôi. Sao mà có thể dùng ulti rồi thì mà đây là một cái pha trên CC hơi bị kém đến từ bên phía của đội hình team Aster. Chính xác là team Eleven và giờ họ để cho một cái con Weaver nó chạy mất. Cả cut cả roll á, pha đấy chỉ cần roll thôi mà. Bắt đầu trêu nhau rồi kìa. Cuống. Ở đây thì bắt vào vị trí của BA á. Bắt được BA mình á. Bắt bằng gì nhỉ? Bắt được. Chắc là bắt được một mạng. Nhưng mà bắt mạng nữa là vẫn bắt được nhá. Tôi đây rồi, bắt được mạng nữa rồi. Đây đã tới. Di chuyển nhanh quá. Và thế là thôi. PA của Barbarazi bị bắt lẻ. Di chuyển lên cũng là nhanh chân đấy. Nhưng hay là phần nọ không kịp. Anh là anh đánh giá cực kỳ cao. Có Beamaster lên cho mình một cái á. Phải. Khỏe. Bro đấy. Những người đánh Beamaster hiểu game lên. Empire là kiểu tính kiểu đoàn kết. Anh nghĩ là đoàn kết. Loại bỏ đi cái tôi rồi, không lên cho mình cái món đồ để BKB chả điều sao mà nổi Giang ở đây, mà Giang chưa có BKB. Rồi à, rồi thì Giang chắc chắn sẽ chết thôi. Tự nhiên các thành viên của Eleven họ đánh kiểu gì đây? Với một pha xử lý lỗi thôi, kéo theo rất nhiều là hệ quả. Không sao, chết rồi lặp lại.
Đúng. Lần này quay trình vạch không quá nhiều so với những pha của bác vừa rồi. Hai pha để rất lẹ. Từ liên grip thôi. Và có một tình huống TV boss đến từ vị trí của IO. Chắc là sẽ là lùi đến từ vị trí của Maybe thôi. IO bây giờ là nó xanh quá, nó đấm cả hai luôn. Gambit. Cả VP á, VP trẻ con hay là VP ấy? Gambit VP này là Gambit VP CSGO rồi. Chắc là VP thôi, VP giỏi bắn kinh lắm. Gambit cửa đâu mà thắng. Ở đây đã có sắp có BKB trên người của Barazi rồi, chỉ là Noter này thôi. Khi mà ở đây thì phết anh ta lộ ra cái là chết, hứa. Nhưng mà có Winter backup hàng không? Đúng rồi đấy, sẽ là bắn liên tục vào đầu của con Lion này thôi. Lion đã phải lên bảng rồi, nhưng vấn đề nằm lại ở việc đó là chưa có BKB trên người của PA. Nhưng mà có đóng băng. XM phải chạy nha, XM là người phải chạy. XM chạy không chạy, nhưng mà Ajit bị êm vào và Ajit bị chém rất đau. Ajit về được với Relocate và giờ thì sao đây? XM cũng không chết luôn, mà chỉ lấy đi một mình mạng của Lion thôi. Nhưng mà anh cái tình huống này nó buồn cười là sao không focus lại XM, tại vì XM hết mana rồi. Đúng còn rồi. IO chỉ còn 4 giây để có thể lùi về thôi. Nghĩ là chết được IO nhưng ở đây X Nova lao ra nhiều mạng này, có thể giết XM mà hơi khó hiểu từ vị trí Barazi. Có vẻ anh ta cảm giác là sẽ giết được Ajit luôn sao? Nhưng máu Ajit to quá. 400 anh em và mỗi anh em Silla nhỉ? Nhân trận đấu anh cái thấy cũng được. Cũng hấp dẫn đấy. Đến đoạn combat rồi thì bây giờ đầu sẽ dễ xem hơn rất là nhiều. Cảm giác đi lane thì không quá hấp dẫn đâu. Sẽ là một cái thứ 2 thì bên kia phía Team Elephant họ cướp đi cho mình cái outpost thôi. Orbital Destruction thì có PA, mọi item chuẩn xác. Weaver quyết định là lên gậy xanh à? Gậy xanh cũng được. Kiểu người khá đồng đội. Kalis thì vẫn chơi đồng đội. Cá nhân thì sẽ lên chat đấy. Trung Quốc mà em. Không, anh nghĩ đấy, gậy xanh cái này hợp lý rồi. Khi mà Storm bay vào mà bị kiểu focus ấy thì bắt cả Storm về khá là ok. Nhưng quan trọng là bây giờ phần họ sẽ đợi Roshan thôi, họ chả liều lĩnh làm gì cả. MU Chelsea á, MU chứ 1.5 đánh thế cho tiện, dễ chọn. Tôi phải fan MU. Có vẻ VP năm nay vừa CSGO vừa Dota vừa khỏe nào. Cảm giác mới khỏe đấy. VP CSGO là mới khỏe nhá, còn VP Dota thì thôi, khỏe từ đầu năm rồi. Kéo được quả GBK về phát, khác gì ở rồng đâu. Nói chung đánh cũng hợp nhau nữa. Đúng, mấy trẻ con đánh với nhau mà anh. Đây, bắt được vào người chủ đó là đây, một combo tự chết. Ơ nhầm. Không biết nói gì hơn. Nhưng mà sẽ em ngoài chắc. Ở đấy thì chém phát nữa, di chuyển đi, kết thúc cho nó nhanh. Đấy, bắt vào vị trí của Barazi nhưng mà Barazi phải chạy rồi. Barazi còn BKB nhưng mà cảm thấy là an toàn, đủ của Link về. Còn đồng bộ cũng bật BKB lên. BKB làm gì vậy bay? Sao Barazi chả lại đánh anh cứ ngáo ngáo kiểu gì nhỉ? Cảm giác là sợ chết quá, sợ tôi bay vào lần nữa. Mất mạng thì hơi dở hơi. Cái gì aura ngược cái gì, hôm qua tôi vừa phán kèo Lingard một kiến tạo xong ăn luôn kèo đấy. Anh em bảo aura ngược, tôi phán MU. Chắc chắn là MU 2-0 hoặc là 3-1. Vẫn sẽ là chờ đợi cái BKB này của Pavarazzi cooldown thôi. Một cái BKB 10 giây vừa mới được dùng trong một cái pha chạy trốn, trông không đẹp cho lắm. Trong khi đó các này được yêu mà vừa smoke đi để có cho mình cái outpost rồi. Bên kia Elephant họ sẽ là gọt cái trụ ngoài và cũng sẽ là chủ động đỡ con Roshan thôi. Chẳng liều lĩnh đâu, có con Roshan thì việc lên 2 round sẽ là rất dễ dàng. Thêm một trụ 2 nữa, còn ở đây thì Silent được vào người của đó là anh chàng Kalis. PA cũng đang có mặt ở đây rồi. X Nova ăn một dao gần chết. Và giờ thì êm X Nova trước, sau đó mới đến Kalis. Kalis bị Silent và sử dụng ulti để có thể quay về. Nhưng PA đi đâu nhỉ? PA như là đang đuổi ra vị trí của Lion. Lion à?
là chạy được rồi, nên là có vẻ là sẽ chạy được rồi. Con chào từ đâu sao sắp có rồi. Thế này Yang bị thâu cướp vào và cái việc mà không lên BKB thì nó đã chết anh ta. Nó cũng phải chấp nhận thôi, đồng đội thì bản thân mình sẽ phải chết. Thật ra nếu anh ta đi cùng đồng đội thì anh ta không thể chết được. Và đó là lang thang hơi xa. Đồng đội bỏ anh ta lại. Cái này nhả sướng đấy. Nhưng kiểu cảm giác có PA có đồ ấy, chém sướng thật. Là có PA tầm 50-60 phút anh đánh giá là không khỏe lắm. Trừ khi lên kiểu divide của may rủi dã man ấy. Đúng. Của bát dành cho PA. Elephant win donate 500k anh Hoàng Nguyễn ơi, được luôn anh ơi. Lại có tiền rồi. Lại có tiền rồi. Elephant. Thôi tập trung cát vào rồi đi, tập trung cát vào rồi đi. Cát vào rồi bắt. Map này hay là tổng anh Hoàng Nguyễn ơi thử hỏi lại phát. Hỏi lại cho chắc. Thôi tự nhiên anh em cảm thấy anh em bị đâu sao? Bị vui. Bị vui à? Khoái quá, tự nhiên có đông người xem hơn một chút và tự nhiên có thêm một cái động lực cho trận đấu này. Trời đất. Map này rồi à anh? Được luôn anh Hoàng Nguyễn ơi. Map này chắc chắn là Even ăn rồi. Em nhìn của gì cũng là ăn luôn. Không nhưng em nhìn thấy rất. Từ từ đã, ở đây thì đang có tiếng di chuyển lên từ đây ô. Một bát luôn kìa, một cái pizza bát. Giờ tôi chắc là chả làm gì đâu. Storm lao vào á, Storm lao vào là sai nha. Fade ở đây có một tình huống sử dụng mình Fingal Death lên người Red Panda nhưng được Barbarazzi lao vào và hai chém XM lên bảng đến số. Trong khi đó X-Nova tiếp tục bị silent lại silent 3 tới đây chẳng Baby và nó double kill cho Barbarazzi rồi. Kalis cố gắng làm một điều gì đó nhưng ta đang bị băng vào nhà. Và một crit thôi rất có thể sẽ biến mất luôn. Trong khi đó một crit lan trên người của Ajit và ngay lập tức đánh chàng Kalis cũng phải lên bảng. Đó là pha team wide dành cho bên phía đội hình của team Eleven và đây sẽ là con Roshan dành cho bên phía của họ mà thôi. Hoặc là họ có thể lựa chọn put mid trước cũng được khi mà các thành viên bên phía IO họ chết lâu quá 80 giây trên người của IO. Sẽ là put mid thôi. Anh nghĩ là sẽ fog way back là sẽ hay hơn đấy. Ăn Roshan để sau đi. Quan trọng là có mid master cộng với ESO chứ vị trí của BA nữa. Ui. Con bác khỏe thế nhở? Con PA là bị bệnh ấy. Kiểu mà con Weaver đang chạy nhưng mà chém game luôn á. Chém lan chết và game luôn. Luôn. Tiến nhanh à? Nhanh. Quan dân kiểu phân. Mission complete. Anh Hoàng Nguyễn vừa vào được 3 phút. Clear kéo. Sẽ là quay lại Android đến bên phía của Team Elephant không? Không. ND. Ê xong luôn rồi. Ở đây bắt được vị trí của IO hay không? Không quan tâm đến IO. Kết thúc thì Lion đã. Và GG đến bên phía của IO. Đúng kiểu hoa sư kiểu phật. Bạn mất thì phải cúi đầu. Chiến thắng là bên phía đội hình của Elephant trong trận đấu đầu tiên. Quá nhanh. Chỉ trong một tích tắc thôi. Khi mà team wide. Và chúng ta có